Chào các bạn nhá. Ngày nay anh Ún cùng anh Bắc Tiền tổ chức vía tại rừng Kim Thạch Thanh với đám eo trăn các bạn ạ. Là xếp từng cặp đôi hát là thì chào các bạn nhá. Tôi xin giới thiệu tôi là Bùi Văn Vừng là ở thôn Thanh Công ở xã Thanh Công là ở Thạch Thanh ạ. Để cùng anh về này đều cùng Bùi hát sướng mương. Đưa lưu lại những cái cánh đẹp và những cái lời hát lại đưa cho nó vui các bạn ạ. Đây với vinh dự đàn cặp ủn đao nên mấy chế độ ủn đao được tôi giới thiệu. Xin cảm ơn và chúc các bạn là phục vụ cho anh ủn cũng nhá. Cảm ơn ạ. Ủn xin giới thiệu ủn là Trương Thị Đào, huyện Bát Thước, xã Lăng Nội ạ, thôn Lăng Đồng ạ. Em cũng không biết nói gì hơn, em cũng giúp cho nhà quay là một ngày một thành đạt hơn thì em cảm ơn nhà quay rồi. Ôn ơi ngày nay lời nó rằng mà cạnh nó rút nong ai nhà ôn để dòng má về nỉ ra ồn nó nỉ là khu du lịch mà eo trăn có rừng kiếm sốt làm mà mình na u na ru e a du ra e u nương khe an thưa sẽ toàn mà nhớ tình nhớ đời mần na u na ru cắm nhau ra ùn nói hát để nhớ đi với mà ôn ơi đưa hạ sắm mà hỏi ruộng đông quê hương cũng là đốt cháy khi bây giờ đang đốt cháy rồi đây hà đền đĩa vừa ôn ơi đợi chăm gọi mà nỗi quê hương cũng ngại ổn ơi hát lên nhẹ nhớ quê anh chiều anh chẳng bỏ gì đã liệu mà lo lại ổn ơi khen ai khéo về bàn nữ cơ trời bàn nữ hùn bấy giờ là nữ các bờ nhau hơi giữa anh nhớ anh hôn ơi mà cái nhỏ đẹp làm u nơi đưa em mà nu na rồi đều đi thăm mà quan rải u nơi hôm nay ớt lời rằng ở mặt lời ớt lòng.
tha ma đi mua cái ôi là nhớ tôi rằng vừa nòng mà buồn ơi ở đời anh đi xuống chợ em đôi mua ô mua non cho ô ơi thì ơi chờ mà xuống ở đàng ở đời anh món nùn hà bảo ở con bờ mà ở cái ô chê hơ giỏi nhớ ơi tê à tê ồn ơi đờ ê nhớ xuống chờ đau lang em mùa ô mà chế răng mà rồi cho un rai un ơi 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 un cài nhà dòng ủ cho em mà những rồi cho un rải un nơi thì là đi với em nhớ ơi em nhớ thương đi ở lược ngồn ở ma thế à thế un chờ đợi anh cũng ai đợi anh mùa ô mà rồi cho un rải un ơi thì chờ mùa ô rồi em về chỉ cho un má rồi ơi nó ra un ơi ô thì un cảm ơn nó cái tòm mơ lòng ơi thương anh xuống ở quan anh mùa cho nắng ở cái ơi là anh nhớ ơi ô nỉ sau làm mà ô nơi nhưng mà uốn cầm lê má rồi chê mưa chê rằng ai uốn ơi hồ à ni ô nghĩa chứ mà ô tình nhớ đồi ở hà à cầm lê hà mà ơ chê ơ chung ơi là ô nế xiên bạc mà rê làm ôn ơi ôn dạ cầm mà lê mà rồi chê mưa chê rằng ai ôn ơi tùy ở lại
đỡ thuyền ở như ngờ mà à ùn giọt nỡ cảm ơn nghe nhớ chàng ở đã mua cho em hơi lại nhớ hơi thì thế bài nhớ ó răng mà ó mưa đỡ em mà ùn hà rồi ôi dăm rai ôn ơi về đi chơi à để dòng ơn ơi để ôn ra đi một nhà rằng có đôi ra ôn nó ơi nhớ họ phải đợi mà phiền ở thương ở anh hay là anh hay ôn nợ đi à mọi lúa mồ mình nhớ mồ thần ôn nợ để nhớ đời đi ở gặp anh là anh hay có giọt nơ đều rìa mà chàng ôn ơi hãy rằng ôn chỉ nói cho lòng anh mong ra ôn nó ơi anh nhớ nói ơ rồi đỡ ba ơ thương ơ anh hơi là anh nhớ hơi thì hãy ơ làm hãy nuông đỡ anh mà ồn hạ rồi mà vui chung rải ôn ơi dạo này mưa mang nó đến rồi cho ôn đã gặt hại đã rồi cho chưa ra ôn nó ơi ôn cảm ơn thiêng chúc mà anh thiêng cha hỏi thăm để nhớ ôn là ôn má bố anh hãy là anh hơi đóng mơ này ở nhà ôn chớ mà vật nỡ mua anh ơi chẳng ngờ có lo má ôn à ơi mùa mang càng rằm mơ càng cầu mà nó thật thương dù rằng lo nó sụt mãi rồi ai có ăn ai ăn hay ôn ơi bởi vì đặt nợ ún nó đặt khó mà mượn ở đâu còi nhớ năm vật nợ và mà thôi cô thân ở làm mẹ nhớ ơi nó sẽ
làng quê cứ mỗi mường mỗi xóm mỗi quê ra hơi khác ca có nơi đông càn mà un ơi có nơi rạc chạy bốn bề quê năm ra un nỗi tuy là mường un mường khó mà chờ đợt nương yêu nhưng ấy nhớ ơi ngày ở nói về đi rồi một lần cho hai con lại nhớ hai nhà đã ngỡ sẽ việc mà gia đình đang hỏi sớm ùn giá đã hài xong chưa đợi về mà nuôn mà rồi ơi nó ra ồn nó ơi đỡ ồn đi hài mà anh đi đam đều chung bố chàng con đang là quê ăn ra hay ồn ơi thì ồn đó mừng làm ba cho em nhớ ơi ồn ơ mơ ồn ơ ước cầu ni ơ đa lô rò mãi anh nhớ rồi mà bố mẹ anh mang trong nhà có chỗ anh về dùng mà rồi mắt ùn chẳng ùn nói chẳng lo bố mẹ yêu chiều theo hà thôi vậy anh ơi nhưng ở má nhà ún đó cửa khó nhà ở nghèo anh nhớ về đi ở dòng anh nhớ đứng ở cười ở chế có ngày đừng lo đeo rì mà ôn ơi anh chẳng ơ chế đò mà cũng nghèo chỉ mong sức khỏe dồi dào bình an ra ùn nó nhiều người ùn yêu cha mẹ ô yêu đến khi về đến đồn đến nhà phải xa đi ra ùn nó ơi khi ở đi bờ dàn ở mê ở gió bà con ơi có ai ở thương con ở cứ dần về ở nhà đi ở trời thôi hỡi anh nhớ ơi.
nếu mà un sương giọt mà xuống xa un hơi về ôi bồ mà nơ mê lòng nhà cho chó anh về dùng cửa dùng nhà bao anh cũng hãy un nơi nếu anh chẳng ở trên tê hò tê bờ nãy anh mất ồn mà đã quen cả rồi bầu rằng trước là mà câu quen đời anh về dùng mà cô ngài un ơi những nhà un nó bỏ khó chưa mà mẹ ơ nghèo ê nhớ bao cửa cài anh đứng ở chuồn ở cửa khẩu thương un ê nhớ hai chẳng lo để nghèo mà trường ra ùn nó ơi bầu giàu bầu đế nhớ bàn cùng người giàu con em mà ùn nà nghèo ý trường nhau ra ùn ơi thì ông mà mừng ơ nông ơ ùn về bao bố mẹ đỡ má cũng ơ vui ơi là anh hay ùn ơi bài giờ anh mơ ùn mà đã nhật trị dương cá rồi anh hỏi ùn mà rồi quê ùn cô ngài ùn nơi thì anh nhớ hỏi với mà anh nhớ hơi cầu nó ùn nơ mặt ùn nơ má ôn à ơi à, quê ôn đang cả đi lại mà sang trang chưa hay rằng còn nhiều đồ mà rồi vương xa khó khăn ôn ơi ai ráng đang đi con mãi mà như ngày xưa bố mẹ đưa lại mà rồi bao ê nhà mà đàn cùng nơi ê nhớ đường về mà khó ở nông
chiều leo và nhớ núi con ở đường con nhớ có thôi vậy nhớ hậu nào ơi đang đi con đang nhớ đùa mà nhớ đùa rõ mày nó trong thịt mà đôi ơi đó ra ủn nó ơi nhớ người thành phố mà về miền đôi du lịch mà rồi ơi nó ra ủn nó ơi ngày nó mưa làng răng ớt lòng ơi nhớ thương về cửa về nhà ủn thương con hãy ngày nay anh đã mặt màn buồn rồi ôn ơi ngày giáo anh chịp việc anh về mắt ôn ra ôn ơi anh về ôn giá chỉ đang cho em về đi dòng mà rồi cùng nó ra ôn ơi em nhớ ôn mong em nhớ về đạt ơi ngày giáo anh sẽ bệnh sẽ mà qua em về chưa mần bố mẹ trong nhà có ăn chẳng ra ổn nói ổn mong ơi bán đó xây lặng mà xây ớt lòng ơi nhớ thương về u nỡ quỳ u nỡ mừng u nỡ cơ em thôi ơi em nhớ ơi hậu nà ơi mừng em nhớ mừng trường khá rồi còn mày còn có bố mẹ cả ơi nó ra ủn nó ơi bố mẹ mong con trường thả như xây dựng gia đình rồ mày con có má rồi cái qua cái bị nhà ra ủn nó ơi khi đi bó dàn ở mê gió bảo con ơi con đã có thuôi phải gì mơ người ở về ở ruồi ở cha con mẹ thôi nhớ ơi thế ngày giao
như sẽ việc nhà đi như đã nôm qua bên nhà về đi hoài ùn rải ùn ơi ngày giao em mần chúa đã hò hàng đi về quê ùn mà thanh đùi rải ùn cha bao chúa ở nhà đời ở nhà em ơi là em hay thế thế ngày giao em dọn bình mần rào ơi cày qua đỡ về mà rồi mần ùn đại ùn ơi ùn à về bao bố mẹ mần anh mang con nhà được cơm giàu anh mần chú đào hàng anh về trời đại ùn ơi cày qua ớt lên ùn ùn cứ bao anh cứ nó anh ý khăm mà rồi ơi nó ùn ơi thì anh nhớ về anh nhớ cha chờ là ở đông mang về gọi mẹ nhớ đòm về rước em có ngày anh ơi ai không lớn đi ôn ơi là đón coi bề nhớ mà bữa ngày xưa đời đưa lại mà rồi ơi nó ra ùn nó em nhớ chưa tan ở hết trở chờ mà thôi có thôi âu gian thôi lại nhớ tê à tê à ùn ơi bài giờ anh mơ ùn mà tạm chia tay liệu việc nhà ơi nó rải ùn ơi ngày giao ơi ùn mà mình lệ cặp ca dù rằng quê hương làng tròm mẫn ma ùn đi vai bao ê nhà mát an của ngài ùn ơi hôm mờ nay ơ ùn mà nở ê nhớ xa cách mà xa ơ tin nhớ như ngờ mà tin nhớ ca mà chẳng bao giờ xa nhau hơi giờ nhớ ôn ơi bờ nãy anh mơ nụn đã chung một nhà rồi cùng tỏ việc nhỏ rồi có nhau ra ùn ơi thì nhớ thương ngó đi về lời mà về lên nhớ nở thương ở lại ô nở ba ở đời ơi hơi lại nhớ
cho lên ngày đào mà để gặp má đôi ơi nó ra ôn ơi ôn về anh chú cùn mà về đây nôn cùng nhà về điện thoại lại má rồi cho ê nhà mát ăn cùng ai un ơi ê nhớ un ở về đến đùn con ở nhà un thương un lệ điện ở thoại un má gọi ở cho anh hơi là anh nhớ ôn à về anh chú cùn bà hoàn toàn đi đàng đi ca mình lên hơi nó rải un ơi ê nhờ về ôn chủ cơ đều lên nhớ ê nhờ anh lại ở chín nên phải để ở đây nhớ lại ở xe nhớ con hải ê nhớ ai ôn à về giữ lệ mà lời anh dặn anh do đừng mà quên nhăn má rồi nhưng lời anh dặn cũng ổn ổn ơi ổn cảm ơn lời dặn mà của anh nhớ ổn đi ghi ở khả cơ suốt ở đời ở trong ở tim hơi lại nhớ hơi ôn à về em nhớ làm mà nhớ nông nhớ từng bước chân ôn bước mà rồi ơi nó ra ôn nó đi ở anh nhớ lại hay chưa mà lo việc ở nhà ôn nữ thương hẹn gặp ở lại đợi mà có nhậu hơi lại nhớ hơi ôn à về nhớ mà chẳng được rồi nha món à lời câu hát chắc được rồi nói mà rồi chào rồi dạ nhớ về anh nhớ phải ở nhớ lời ở rằm ở ba ngày ở đưa anh phải về anh đó có ùn ở con hãy nhớ ơi anh hỏi đã nói mặn ôn đôi anh về lo liệu rồi chào rồi mà việc nhà anh về đón ùn má rồi ơi nó ra ôn ơi cách đăng ký kênh Người Em Gần TV2 trên điện thoại di động của mình các bạn vào ứng dụng YouTube
trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn, gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên điện thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.